Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị đối thoại hải quan doanh nghiệp năm 2022. Tới dự có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, lãnh đạo các sở ngành liên quan và gần 200 doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Đây là hội nghị thường niên Ủy ban Nhân dân tỉnh giao chi cục Hải quan Hưng Yên tổ chức nhằm lắng nghe những ý kiến phản hồi của doanh nghiệp, những kiến nghị đề xuất trong quá trình thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Hải quan Hưng Yên, đồng thời củng cố mối quan hệ hợp tác hải quan doanh nghiệp nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Văn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận những nỗ lực của chi cục Hải quan Hưng Yên luôn đồng hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, giao các sở, ban ngành và các đơn vị tăng cường phối hợp chặt chẽ với cơ quan hải quan, kết nối thông tin từ doanh nghiệp, hướng dẫn cụ thể các quy định chính sách, quy trình thủ tục hải quan cho cộng đồng doanh nghiệp. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nỗ lực quyết tâm vượt qua khó khăn, biến thách thức thành cơ hội. Tỉnh luôn cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, cũng như làm thủ tục hải quan được thuận lợi. Lãnh đạo tỉnh và các sở ngành liên quan luôn đồng hành lắng nghe giải quyết những ý kiến đề xuất chính đáng của doanh nghiệp. Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến của các doanh nghiệp phát biểu ghi nhận sự đổi mới của Hải quan Hưng Yên, nhất là trong việc ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết thông quan nhanh thủ tục hàng hóa trong thời gian dịch COVID-19. Đồng thời, cơ quan hải quan luôn luôn đồng hành tăng cường tuyên truyền tới cộng đồng doanh nghiệp các chính sách mới, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp giải quyết thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp xử lý kịp thời các vướng mắc về cơ chế chính sách. Nội dung chương trình đối thoại chúng tôi sẽ thông tin chi tiết trong chương trình thời sự tối ngày 9 tháng 6. Các quy định của pháp luật hải quan do các cấp có thẩm quyền ban hành.